Xin chào, chào mừng quý vị đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Ly Lực Tử Vi. Và tiếp theo trong chuyên mục Tử Vi Phong Thủy của ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn các ngày tốt chủ sự cho việc an táng, chôn cất trong tháng 2 nhuận của năm 2023 âm lịch. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mỗi người được sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh cũng như là giờ chết của bản mệnh. Nếu như ngày giờ sinh thể hiện cho số mệnh của mỗi người, thì ngày giờ chết sẽ thể hiện cuộc sống của người chết ở thế giới bên kia. Dù ngày giờ mất của người chết là tốt hay xấu, thì việc xem ngày chôn cất người chết hay là chọn ngày tốt an táng chôn cất cũng mang đến nhiều thuận lợi cho lễ an táng cũng như là cuộc sống của người đã khuất trong cuộc sống mới. Để xem ngày chết có phạm phải ngày xấu, ngày trùng tang hay không, hoặc là ngày an táng nên chọn ngày nào, thì quý vị có thể là tham khảo một số ngày mà chúng tôi đưa ra ở đây. Đây là những ngày mà chúng tôi đã tổng hợp lại theo sự đánh giá của các chuyên gia phong thủy trong tháng 2 nhuận của năm 2023 này. Đây là những ngày rất thích hợp cho việc an táng trong tháng 2 nhuận này. Và giả sử như nếu như quý vị cảm thấy băn khoăn thắc mắc không biết mình nên chọn ngày nào chủ sự cho việc an táng, quý vị có thể là để lại băn khoăn thắc mắc dưới phần bình luận của video và ban biên tập sẽ giúp quý vị chọn được những cái ngày an táng phù hợp nhất. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với những ngày an táng rất thích hợp trong tháng 2 nhuận của năm 2023 này nhé. Ngày thứ nhất đó là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023, đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt đấy là giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương công khi nhận nào hết. Đây là một trong những ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an táng. Và một số các thông tin khác về ngũ hành thì chúng ta có thể là xem ở trên màn hình. Các thông tin về bành tổ bách kỵ nhật hay là nhị thập bát tú hay là thập nhị kiến trừ rồi ngọc hạp thông thư thì chúng tôi cũng đã có tổng hợp lại ở trên này, các bạn có thể là tham khảo thêm. Ngày tiếp theo đấy là ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào ngày thứ bảy ngày 25 tháng 3, đây là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo. Giờ tốt là gồm có giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân và Dậu. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương công khi nhận nào cả. Đây là một trong những ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an táng. Rồi tiếp theo là các thông tin khác về ngũ hành, rồi bành tổ bách kỵ nhật, rồi nhị thập bát tú hay là thập nhị kiến trừ, hay là về sao tốt sao xấu trong ngày thì quý vị có thể là tham khảo thêm. Ngày tiếp theo là ngày 12 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào chủ nhật ngày mùng 2 tháng 4 của năm 2023, đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Giờ tốt là gồm có giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi và Tuất. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương công quỵ nhật nào hết. Đây là một trong những ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an táng. Rồi tiếp theo là các thông tin về ngũ hành thì chúng ta cũng xem ở trên màn hình. Thông tin về bành tổ bách kỵ nhật, rồi nhị thập bát tú hay là thập nhị kiến trừ, rồi ngọc hạp thông thư thì chúng tôi cũng đã có tổng hợp lại đầy đủ ở trên này rồi. Đây là những cái thông tin tham khảo thêm thì quý vị có thể là xem thêm. Và ngày tiếp theo đó là ngày 16 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 của năm 2023, đây là ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo. Giờ tốt thì cũng có giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân và Dậu. Ngày này thì cũng không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương công kỵ nhật nào hết. Cũng là ngày tốt cho việc an táng. Giờ tiếp theo về thông tin về ngũ hành thì chúng ta lưu ý ở trên màn hình. Ngũ hành đây là ngày Giáp Ngọ, tức can sinh chi, mộc sinh hỏa. Ngày này là ngày khác. Rồi thông tin về bành tổ bách kỵ nhật, rồi nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ và các thông tin về sao tốt sao xấu thì các bạn tham khảo thêm nhé. Tiếp theo chúng ta sang ngày 24 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ sáu ngày 14 tháng 4 của năm 2023. Đây là ngày Thanh Long Hoàng Đạo. Giờ tốt thì cùng có giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi và Tuất. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương công kỵ nhật nào hết. Là ngày tốt cho việc an táng. Theo ngũ hành thì đây là ngày Nhâm Dần, tức can sinh chi, thủy sinh mộc. Ngày này là ngày khác.
Tiếp theo là các thông tin về bành tổ bách kỵ nhật, rồi nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ, rồi ngọc hoặc thông thư, thì quý vị có thể là tham khảo thêm. Ngày tiếp theo đó là ngày 25 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ bảy ngày 15 tháng 4 của năm 2023. Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ ngày Nguyệt Kỵ, Nguyệt Thận, Tam Nương hay là Dương Công Kỵ Nhật nào hết. Đây là một trong những ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an tháng. Rồi tiếp theo là về các thông tin về ngũ hành thì chúng ta cũng có thể là tham khảo thêm. Rồi thông tin về bành tổ bách kỵ nhật cũng như là nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ hay là ngọc hạp thông thư thì có những cái thông tin mà chúng tôi cũng đã có tổng hợp lại ở trên màn hình rồi. Thì bây giờ quý vị có thể là tham khảo thêm ở trên màn hình. Ngày tiếp theo đó là ngày 28 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ ba ngày 18 tháng 4 của năm 2023. Đây là ngày Kim Quỷ Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân và Dậu. Đây là một trong những ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an táng. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Tam Nương hay là Dương Công Kỵ Nhật nào cả. Theo ngũ hành thì đây là ngày Bính Ngọ, tức can chi tương đồng cùng hỏa, ngày này cũng là ngày cát. Rồi các thông tin về bành tổ bách kỵ nhật hay là nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ, rồi ngọc hạp thông thư thì quý vị có thể là tham khảo thêm. Chúng tôi cũng đã có tổng hợp lại rất là đầy đủ ở trên màn hình này rồi. Ngày tiếp theo đấy là ngày 29 tháng 2 âm lịch, dương lịch là vào thứ tư ngày 19 tháng 4 của năm 2022. Ngày này là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất và Hợi. Đây là một trong những ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc an táng. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ những ngày Nguyệt Kỵ, Nguyệt Tận, Tam Nương hay là Dương Công Kỵ Nhật nào hết. Theo ngũ hành thì đây là ngày Đinh Mùi, tức can sinh chi, hỏa sinh thổ, ngày này là ngày cát. Và tiếp theo một số thông tin về bành tổ bách kỵ nhật, nhị thập bát tú, thập nhị kiến trừ, ngọc hạp thông thư thì quý vị có thể là tham khảo thêm ở trên màn hình nhé. À, vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là trên đây thì quý vị và các bạn đã được ban biên tập chương trình chia sẻ một số ngày rất thích hợp cho việc an táng trong tháng 2 nhuận của năm 2023 này. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được ngày tốt, giờ tốt thích hợp cho việc an táng để gặp được nhiều may mắn nhất. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lý Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.